Xin chào tất cả các bạn. Chúng tớ là thành viên của lớp chất lượng cao 2 của trường Trung học Phổ thông chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn. Được biết, ở miền Trung đang gặp khó khăn với thiên tai khiến các cậu bị ngưng trệ việc học hành. Vì vậy, chúng tớ ở đây là để tặng một món quà nho nhỏ cho các cậu. Sau đây, chúng tớ sẽ trình bày lại bài học mà chúng tớ đã được học ở trên lớp của môn tiếng Anh. Ở clip này, chúng tớ sẽ khái quát kiến thức của bài 3 Music, có nghĩa là âm nhạc. Hãy cùng chú ý lắng nghe nhé. Ở bài học này, chúng tớ chia ra thành 3 phần chính. Phần thứ nhất là phần từ vựng, phần thứ hai là phần ngữ pháp, phần thứ ba là phần kỹ năng. Phần kỹ năng chúng tớ chú trọng vào phần nghe. Đầu tiên chúng ta sẽ đến phần từ vựng. Chúng ta hãy cùng đi đến từ đầu tiên nhé. Idol. Đây là từ được dùng để chỉ những người mà các cậu coi là thần tượng. Thần tượng của tớ là Taylor Swift. Còn thần tượng của các cậu là ai nhỉ? Bây giờ chúng ta hãy cùng xem một đoạn video ngắn về thần tượng của tớ nhé. Cậu thấy thần tượng của tớ có xinh không? Bây giờ chúng ta sẽ sang từ tiếp theo nhé. Phenomenon. Đây là từ được dùng để chỉ một hiện tượng. Ví dụ, trọng lực chính là một hiện tượng tự nhiên. Trên thế giới có rất nhiều dòng nhạc. Các cậu biết được bao nhiêu dòng nhạc nào? Pop. Đây là từ dùng chỉ một dòng nhạc vô cùng phổ biến trên thế giới. Ví dụ, cô ấy muốn trở thành một ca sĩ nhạc pop giống Lady Gaga. Các cậu biết Lady Gaga không? Đây chính là hình ảnh của cô ấy nè. Post. Đây là từ được dùng để chỉ hành động mà các cậu đăng một thứ gì đấy lên Internet hoặc các trang mạng xã hội như Facebook, Instagram. Process. Đây là từ được dùng để chỉ một chuỗi những hành động mà các cậu đã làm để hoàn thành một công việc gì đó. Nói tóm gọn lại thì nó chính là quá trình. Ví dụ, học tiếng Anh là một quá trình vất vả. Hoặc quá trình lão hóa. Release. Đây là động từ các cậu sử dụng khi các cậu phát hành một cuốn phim hay một bài hát hay một album. Ví dụ, Taylor Swift đã phát hành album Folklore vào ngày hôm qua. Talent. Đây là từ được dùng để chỉ tài năng của một người. Ví dụ, tài năng âm nhạc của cô ấy đã được thể hiện khi cô ấy còn rất nhỏ. Tớ hình như chẳng có tài năng gì cả. Còn các cậu có tài năng gì không? Phần từ vựng của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Thật là đơn giản phải không? Nếu như các cậu muốn thuộc cách viết một cách hiệu quả thì các cậu có thể chép mỗi từ 3 dòng ra giấy. Đây là một cách học thuộc rất là hiệu quả đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần ngữ pháp nhé. Ngữ pháp của chúng ta hôm nay được chia ra thành 2 phần chính. Phần thứ nhất là câu ghép, phần thứ hai là động từ nguyên mẫu. Trước tiên chúng ta sẽ đi đến với câu ghép. Câu ghép được cấu tạo bởi hai hay nhiều mệnh đề độc lập. Các mệnh đề này thường được nối với nhau bởi các liên từ, có thể thêm dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy trước liên từ đó hoặc các trạng từ nối. Mỗi một mệnh đề đều có tầm quan trọng và đều có thể đứng một mình mà không cần phải đứng với nhau. Để hiểu rõ hơn, chúng ta sẽ đi đến phần ví dụ nhé. I drink green tea, but they drink coffee. Có nghĩa là tôi uống trà xanh, nhưng họ lại uống cà phê. I drink green tea và they drink coffee là hai mệnh đề độc lập, còn từ but chính là từ nối. Đây là công thức chung của câu ghép. Fanboys là viết tắt của những từ nối mà chúng ta thường gặp. Chữ F viết tắt cho chữ for, chữ A viết tắt cho chữ and, chữ N viết tắt cho chữ nor, chữ B viết tắt cho chữ but, chữ O viết tắt cho chữ or, chữ Y dài viết tắt cho chữ yet, chữ S viết tắt cho chữ so. Viết tắt như này hẳn là dễ nhớ hơn phải không? Để hiểu thêm về câu ghép, bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập.
Ở phần bài tập này, chúng ta sẽ nối các mệnh đề độc lập ở cột bên phải và cột bên trái với nhau, sao cho tạo thành một câu ghép có nghĩa. Bây giờ chúng ta hãy cùng suy nghĩ và làm bài nhé. Bây giờ chúng ta hãy cùng chữa phần bài tập này nhé. Câu thứ nhất, phòng hòa nhạc có sân khấu lớn. Theo tớ, đáp án chính là câu C. Có nghĩa, vì vậy, có đủ chỗ cho nhiều nghệ sĩ biểu diễn cùng một lúc. Câu thứ hai có nghĩa là, tại phòng vé, bạn có thể mua những chiếc vé cho buổi biểu diễn. Theo tớ, đáp án chính là câu E. Có nghĩa là, hoặc bạn có thể mua nó ở trên mạng. Câu 3 có nghĩa là, anh ấy là một nhà soạn nhạc tài năng. Theo tớ đáp án chính là câu A. Và anh ấy đã nhận được rất nhiều giải thưởng của quốc gia. Đến câu thứ tư có nghĩa là buổi biểu diễn đã rất thú vị ở phần mở đầu. Theo tớ đáp án chính là câu B. Có nghĩa là nhưng nó đã trở nên nhàm chán vào lúc kết thúc. Đến câu số 5 có nghĩa là anh ấy đã được đề cử cho 14 giải Grammy. Theo tớ đáp án chính là câu F. Và anh ấy đã giành được 3 giải. Câu cuối cùng, câu số 6 có nghĩa là cô ấy là một nghệ sĩ piano có tiềm năng. Đáp án theo tớ chính là câu D. Nhưng cha mẹ cô ấy đã thuyết phục cô hoàn thành chương trình trung học thay vì ngay lập tức bắt đầu sự nghiệp biểu diễn chuyên nghiệp. Đó chính là đáp án của tớ. Các cậu có ra giống như vậy không? Bây giờ chúng ta hãy cùng xem đáp án đúng nhé. Tiếp đến chúng ta sẽ chuyển sang phần động từ nguyên mẫu. Động từ nguyên mẫu là một dạng của động từ gồm có hai loại: động từ nguyên mẫu có to và động từ nguyên mẫu không có to. Hai loại động từ này cũng khiến chúng ta không ít nhầm lẫn. Vì vậy, chúng tớ đã thống kê bảng một số những động từ nguyên mẫu có to và một số động từ nguyên mẫu không có to. Các cậu hãy cùng chú ý theo dõi nhé. Đây là bảng động từ nguyên mẫu không có to. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập. Ở bài tập này chúng ta sẽ điền dạng đúng của động từ được cho trong ngoặc. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm bài nhé. Ở câu thứ nhất chúng ta thấy động từ promise. Promise thường đi với to verb, vì vậy chúng ta có to sing. Ở câu số 2, chúng ta thấy động từ let. Let thường đi với động từ nguyên thể, vì vậy chúng ta có đáp án là read. Ở câu số 3, chúng ta thấy động từ fox. Fox thường đi với to verb, vì vậy chúng ta có đáp án là to do. Ở câu số 4, chúng ta lại thấy động từ makes. Makes thường đi với động từ nguyên thể, vì vậy chúng ta có đáp án là for. Đến câu số 5, chúng ta lại thấy động từ so. So là quá khứ của động từ see, có nghĩa là nhìn. See thường đi với động từ nguyên thể, vì vậy chúng ta có đáp án là right. Đến câu cuối cùng, chúng ta thấy động từ đi sai. Đi sai thường đi với to verb, vì vậy chúng ta có đáp án là to buy. Và bây giờ chúng ta sẽ đến phần cuối cùng, đó là phần kỹ năng. Như đã nói ở đầu, chúng tớ chú trọng vào phần nghe. Và bây giờ các cậu hãy cùng nghe một đoạn hội thoại và trả lời câu hỏi ở bài 3 của sách giáo khoa. Có nghĩa là Anna và Nam đang nói chuyện về chủ đề gì vậy? Unit 3 Page 31 Skills Activity 3 Now, listen to the conversation between Anna and Nam. What are the speakers talking about? Circle the best answer. I have
What are you listening to, Nan? I Have a Dream by ABBA. Can you sing the song? Sure. Most Vietnamese teenagers can sing it. Really? How nice. What is your favourite kind of music, Nam? Inspirational. Could you give me the names of some inspirational songs you like? Thinh Quan Ca by Van Cao. Noi Vong Tay Lern by Trinh Cong Son. Circle of Life by Elton John and Tim Rice. And We Are the World by Michael Jackson and Lionel Richie. Why do you like these songs? Because they inspire me, and I can learn lessons about things such as patriotism, charity, hope, and love. Incredible! It seems you know a lot of English songs. Thank you. How about you? What are your favourite types of music? Well, like most American teenagers, I like hip-hop or rap. Các cậu đã có đáp án của mình chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta hãy cùng xem đáp án đúng của câu hỏi này nhé. Và đáp án đúng của chúng ta chính là đáp án C. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe lại đoạn hội thoại này một lần nữa và trả lời những câu hỏi tiếp theo nhé. Unit 3. Page 31. Skills. Activity 4. Listen to the recording again. Give short answers to the following questions. What are you listening to, Nam? I Have a Dream by ABBA. Can you sing the song? Sure. Most Vietnamese teenagers can sing it. Really? How nice. What is your favourite kind of music, Nam? Inspirational. Could you give me the names of some inspirational songs you like? Thinh Quan Ca by Van Cao. Noi Vong Tay Lern by Trinh Cong Son. Circle of Life by Elton John and Tim Rice. And We Are the World by Michael Jackson and Lionel Richie. Why do you like these songs? Because they inspire me, and I can learn lessons about things such as patriotism, charity, hope, and love. Incredible! It seems you know a lot of English songs. Thank you. How about you? What are your favourite types of music? Well, like most American teenagers, I like hip-hop or rap. Các cậu đã tìm ra câu trả lời đúng của những câu hỏi này chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa nhé. Câu thứ nhất, đáp án sẽ là... Nam is listening to the song I Have a Dream by ABBA. Nghĩa là Nam đang nghe bài hát I Have a Dream của ABBA. Và đáp án ở câu số 2 của chúng ta là... His favorite kind of music is inspirational songs. Có nghĩa là loại nhạc yêu thích của anh ấy là những bài hát truyền cảm hứng. Và câu số 3. His favorite songs inspire him and he can learn lessons from them. Có nghĩa là những bài hát yêu thích của anh ấy đã truyền cảm hứng và anh ấy có thể học những bài học từ chúng. Đáp án của câu hỏi cuối cùng của chúng ta chính là Anna's favorite kind of song is rap or hip hop. Có nghĩa là loại nhạc mà Anna yêu thích là rap hoặc hip hop. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Mong rằng các cậu đã có những kiến thức thật bổ ích cho riêng mình. Thay mặt các bạn học sinh của lớp chất lượng cao 2 nói riêng và các bạn học sinh của trường trung học phổ thông chuyên học xã hội và nhân văn nói chung, tớ mong rằng các cậu sẽ gặp thật nhiều may mắn trong thời gian sắp tới. Kiên cường lên nhá, chúng tớ sẽ luôn ở bên cậu.